tạp đạo viện nhà bếp vương bảo nhà cực nhanh huy động trong tay đao bổ củi điêu khắc một khối nước đậu hũ sau một lát một cái sinh động như thật trắng gà thì xuất hiện trên bàn hắn nhìn trước mắt trắng gà trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn ta thành công ta thành công thanh âm vang dội kinh động đến toàn bộ người trong viện nửa mê nửa tỉnh sở phong bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy cùng lúc đó trong đầu còn vang lên một cái quen thuộc máy móc âm thanh chúc mừng ký chủ tiểu đệ tử lĩnh ngộ kỳ đào ý khen thưởng ký chủ chủ đạo chân lý cộng một ân sở phong trong nháy mắt tình cả ngủ trong miệng lầm bẩm nói không nghĩ tới tiểu bàn gia hỏa này tiến bộ vậy mà như thế thần tốc vừa mới qua đi hai cái nửa tháng thời gian nha hắn sửa sang lại một phen sau đó đẩy cửa đi ra ngoài hướng về nhà bếp đi đến làm sở phong đi vào nhà bếp thời điểm trong phòng bếp cầm thấm băng trưởng lão hai nữ đều cẩn thận đánh giá từng cái có người thành niên ngón cái kích cỡ tương đương trắng gà vương bảo nhạc nhìn đến sư tôn cười hì hì đi ra phía trước sư tôn ta đã đem đào công kỳ cùng chọn nắm giữ ngươi nhìn ta có hợp hay không cách Sở Phong quan sát tỉ mỉ liếc một chút, trong miệng lẩm bẩm nói, "Không tệ, người đã có thể xuất sư, nếu muốn nói có cái gì chỗ thiếu sót, đó chính là cái này gà kiểu tóc không phải bên trong phân, chân gà cũng không hề dùng nước tương nhuộm thành màu đen." Tại chỗ ba người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Sở Phong, băng trưởng lão hỏi, "Sở thủ tọa, vì sao muốn đem gà điếu khắc thành loại kia kỳ quái bộ dáng?" Sở Phong cười giải thích nói, "Không có gì, thì là đơn thuần ưa thích." Băng trưởng lão, Sở Phong vô vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, tiểu bàn cầm nước xong xuôi về đi thu thập một chút tối nay liền đi anh vương bảo nhạc không nghĩ tới sư tôn như vậy vội vã để cho mình xuống núi làm sao tiểu tử ngươi không muốn biệt đến mạnh hơn sao vẫn là nói muốn cả một đời cũng là một cái không có tiếng tâm gì bếp nhỏ sư sở phong tiếp liền hỏi vương bảo nhạc phiền muộn thì phiền muộn nhưng vẫn gật đầu đệ tử cái này liền trở về thu dọn đồ đạc nói xong hắn để tay xuống bên trong đao bổ củi hướng về nhà bếp đi ra ngoài chờ một chút sở phong lên tiếng lần nữa gọi lại hắn vương bảo nhạc mãnh liệt sai người cười hì hì hỏi sư tôn ngài có chuyện gì sao sở phong đem cái kia thanh đao bổ củi đưa cho vương bảo nhạc tiểu tử ngươi làm sao liền binh khí đều không mang theo cái này vương bảo nhạc nhìn trước mắt đao bổ củi trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu sở phong hỏi thế nào tiểu tử ngươi trướng mắt thanh này đao bổ củi vương bảo nhạc lắc đầu không có chẳng qua là cảm thấy người khác đi ra ngoài mang đều là đao kiếm loại hình binh khí ta mang cảm giác này có chút buồn cười hắn tuy nhiên tu chính là chủ đạo nhưng cũng có một cái thành thánh mộng mang một thanh đao bổ củi đi ra ngoài cùng thằng hế khác nhau ở chỗ nào một bên cầm thấm cùng băng trưởng lão đều không nói gì chỉ là hướng về sở phong ném ánh mắt tò mò sở phong về mặt thành thật giải thích nói tiểu tử ngươi thật đúng là không có nửa điểm ánh mắt kinh nghiệm đây cũng không phải bình thường đao bổ củi đây là bán thánh đã dùng qua đao bổ củi mặc dù không có sinh ra linh trí nhưng gần ngàn năm bất hủ sau so pháp khí đều mạnh hơn nếu là ngươi làm cho nó sinh ra linh trí vậy ngươi khoảng cách bán thánh cũng không xa cái này vừa nói, Vương Bảo Nhạc trong mắt nhất thời sáng lên, tiếp nhận đao bổ củi sau 10 phân bảo bồi đến bối vút ve lên lưỡi dao. Củi ca, trước đó là ta không có ánh mắt, từ nay về sau, ngươi chính là của ta cái mạng thứ hai. Nói xong hắn mới chú ý tới trong phòng bếp ba người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy chính mình. Vương Bảo Nhạc lập tức cười hắc hắc, hắc hắc, sự tôn ta đi về trước khu dọn đồ đạc. Băng trưởng lão gặp Vương Bảo Nhạc thân ảnh biến mất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, sở thủ tọa, cái kia thanh đao bổ củi của nhiên là bán thành đã dùng qua. Sở Phong nghiêm túc gật đầu, không sai, lão viện trưởng lúc ấy cũng là như thể giới thiệu cho ta. Băng trưởng lão nghe vậy trong ánh mắt lấy qua một vệt hoảng hốt chi sắc, vị này sở thủ tọa dùng như thế nào sư phụ hắn bộ kia đến lừa dối đệ tử của mình, hắn thì không sợ tiểu đệ tử tại ra ngoài sự tình sao? Sư tôn, tiểu sư đệ mới nói cơ tam tầng, hắn chỉ đem một thanh đao bổ củ đi ra ngoài không ổn đâu. Cần thấm hảo tâm nhắc nhở một câu, sở phong cười nói, Liên ngươi cái này tiểu nha đầu đều có thể cân nhắc đến sự tình bản tạ làm sao có thể sẽ cân nhắc không đến ta để hắn tối nay lại đi chính là muốn cho hắn chuẩn bị hộ thân chi vật hai nữ nghe vậy lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc lúc chẳng vạng tối sở phong mang theo hai người đệ tử vì vương bảo nhạc tiễn đưa cầm thấm theo chính mình trong túi chữ vật lấy ra một đống linh thạch tiểu sư đệ sư tỷ ta cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi sau khi xuống núi địa phương nào đều cần tốn linh thạch nhưng cái này linh thạch ngươi mang ở trên người ta ơn sư tỷ Vương Bảo Nhạc một mặt cảm kích tiếp nhận linh thạch đem bỏ vào sư tôn cho mình trong túi chữ vật. Tiểu sư đệ, sư huynh biết ngươi có thể ăn, cái này mười bính ích cốc đan ngươi mang theo, thật sự là đói thì ăn một hạt. Tào Hữu cần đem đan dược từng cái đặt ở Vương Bảo Nhạc trong tay. Nhị sư huynh, ngươi thật tốt. Vương Bảo Nhạc cảm động đến kém chút mang chảy ra nước mắt. Sở Phong thì là từ bên hông lấy ra một cái ngọc bội đưa tới. Cái này viên trong ngọc bội có vi sư ba đạo kiếm khí, nếu là gặp gỡ nguy hiểm đến tình mạng, liền dùng thần niệm thôi động ngọc bội, phóng thích kiếm khí có thể bảo vệ ngươi một mạng vương bảo nhạc nghe vậy hai tay tiếp nhận ngọc bội ta ơn sư tôn ta liền biết ngài đối với ta tốt nhất rồi một bên tào hữu càng nhìn lấy vương bảo nhạc trong tay cái viên kia ngọc bội luôn cảm giác có một loại cảm giác đã từng quen biết sở phong cảm nhận được tào hữu càng ánh mắt dò xét đừng xem ngọc bội kia chính là người thua cho bản tạ cái viên kia ngọc bội pháp khí khó trách ta liền nói khá quen tào hữu càng lầm bẩm nói quen nhớ lại lại lần nữa xông lên đầu biểu lộ cũng biến thành không tự nhiên lại Vương Bảo Nhạc nghe được Sư Tôn cùng Nhị Sư Huynh đối thoại, gương mặt mê mang, Nhị Sư Huynh làm sao dám cùng Sư Tôn đánh cược. Có điều hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đem cái nghi vấn này giấu ở đáy lòng, hướng về sở phong kho mình hành lễ. Sư Tôn, đệ tử xuống núi. Đi thôi, nhờ kỹ ngươi tu hành thời gian chỉ có nửa năm, nếu là không có gặp phải chuyện gì nhất định phải gấp trở về tham gia ngoại môn thi đấu. Sở phong cố ý giao phó một phen, Vương Bảo Nhạc cật cật đầu, đệ tử ghi nhớ Sư Tôn phân phó nói xong hắn chậm rãi hướng về dưới núi đi đến trời chiều vầy ở trên người hắn ánh chiều tà đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài rất dài thằng đến biến mất không thấy gì nữa hô tào hưu càng gặp tiểu sư đệ đi xa thở dài nhẹ nhóm quay đầu nhìn sở phong sư tôn chúng ta không lại dùng ba ngày hai đầu xuống núi tiền hóa nói không sai cái này tiểu bàn tử thật sự là quá tham ăn đạo cơ cảnh thì có thể ăn như vậy về sau người nào giữ nổi nha sở phong nhịn không được cảm khái một câu thì liền luôn luôn trầm mặc ít nói cầm thầm cũng nhịn không được phụ họa tiểu sư đệ thao thiết thể của nhiên danh bất hư truyền có điều hắn tu hành tốc độ thật đúng là có khá nhanh tào hữu càn đậu đen rau mùng nói sư muội ngươi nếu là mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy còn có thể đem đồ ăn tất cả đều luyện hóa cũng có thể nhanh như vậy cầm thấm nắc đầu được rồi ta mới không muốn trở nên béo sở phong nghe vậy nhịn cười không được của nhiên vô luận là cái gì cái thế giới nữ hai tử đều thích trưng diện đi thôi các ngươi cũng nên về qua tu hành nếu là bị tiểu sư đệ đuổi kịp mất mặt có thể là các ngươi hai người nghe nói như thế mặt trong ném mắt nổ lên mãnh liệt đấu trí chăm miệng một lời sư tôn chúng ta sẽ cố gắng mê vụ trạch bên trong một cái tiểu bàn tử có một thanh đao bổ củi một đường chạy vội cho đến đều thu hút sự chú ý của người khác thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn chuyển đến một trận cười vang cái này tiểu bàn tử chính là vương bảo nhạc hắn rời đi vấn đạo học viện lúc cũng không có mặc lấy vấn đạo học viện ngoại môn đệ tử phục sức một thân tầm thường y phục lại thêm trên lưng còn đeo một thanh bắt mắt đao bổ củi tại tu sĩ này tụ tập mê vụ trạch tự nhiên bị người trở thành khác loại Vương bỏ nhà hoàn toàn không thèm để ý tiếng cười của người chung quanh. Hắn tiến vào mê vụ trạch về sau, trước tiên cũng là đang tìm kiếm ăn ngon yêu thú. Trước khi tới, hắn còn cố ý tìm nhị sư huynh yêu cầu một tấm mê vụ trạch địa đồ. Nhị sư huynh trả lại cho mình thân mật đánh dấu đạo cơ cảnh cùng chân mệnh cảnh yêu thú hoạt động phạm vi, cũng nói cho hắn biết cái gì yêu thú thịt vị ngon nhất, đặc biệt nhất. Hắn hiện tại mục tiêu chính là mê vụ trạch bên trong tuyết hoa lộc loại này lộc thực lực lớn đến đại đạo cơ cảnh cùng chân mệnh cảnh, ngẫu nhiên có một đầu lộc vương cũng bất quá là nửa bước thiên nguyên thực lực chỉ cần hắn không đi khiêu khích đầu kia lộc vương liền sẽ không gặp vỡ phiền toái gì tuyết hoa lộc lâu dài tại mê vụ trạch tiểu hàn hồ phụ cận hoạt động bởi vì hắn lâu dài uống hàn hồ thủy bởi vậy thịt so cùng cảnh yêu thú càng thêm ngon bắt quả muốn săn giết tuyết hoa lộc cũng không phải là một chuyện dễ dàng cho dù là đạo cơ cảnh tuyết hoa lộc tốc độ kia cũng có thể sánh ngang chân mệnh cảnh yêu thú mà lại tự mang gió tuyết thần thông chạy trốn điểm kỹ năng có thể nói là điểm đầy vương bảo nhạc vận khí rất tốt hắn đi vào tiểu hàn hồ phụ cận thời điểm vừa tốt thì gặp phải một đám tuyết hoa lộc đang uống nước Bắt quá tuyết hoa lộc cho dù là đang uống nước thời điểm tính cảnh giác cũng rất cao, hơn nữa còn có vài đầu lộc tại canh gác. Muốn từ phía sau lưng đánh lén cũng không dễ dàng. Vương Bảo Nhạc mặc dù không có đi săn kinh nghiệm, nhưng cũng biết lỗ mãng hành sự là không thể làm. Hắn trốn ở một cái cây đằng sau bí mật quan sát, nghiêm túc tìm kiếm đi săn mục tiêu. Không đến thời gian một chén trà công phu, Vương Bảo Nhạc mục tiêu thì khóa ổn định ở một đầu trên chân có tổn thương tuyết hoa lộc trên thân. Theo trên người đối phương chỗ phát ra khí tức để phán đoán, đầu này tuyết hoa lộc chính là đạo cơ cảnh hậu kỳ lấy đao phát của mình muốn tại khoảng cách xa như vậy đem chém giết là không thể nào cái kia từ nơi nào ra tay đâu ngay tại vương bảo nhạc lâm vào khổ tư thời điểm trong không khí chuyển đến hưu một tiếng chỉ thấy một cái mũi tên theo bên trái trong trong rừng bay ra tựa như tia chớp xuyên thấu một cái tuyết hoa lộc đầu chung quanh tuyết hoa lộc cảm nhận được nguy cơ các tóc hướng về vương bảo nhạc vị trí cuồn cuộn mà tới vương bảo nhạc thấy thế trong lòng cuồng hỉ thật sự là trời cũng giúp ta hắn đem trên tay đao bổ củ lấy xuống ngay tại tuyết hoa lộc đi qua lúc giơ tay chém xuống hai đầu tuyết hoa lộc trong nháy mắt ngã xuống đất lộc nhóm tựa hồ không nghĩ tới nơi này còn mai phục người trong nháy mắt đội hình đại loạn chạy từ tán vương Bảo nhà cũng không tiếp tục truy kích mà chính là chờ lộc nhóm tiến vào trong rừng về sau mới đi lên trước đi đến đem chính mình chém giết hai đầu tuyết hoa lộc để vào trong túi chữ vật dừng tay một cái âm thanh vang dội trước trước trong rừng chuyển đến đánh gãy vương bảo nhạc động tác ngay sau đó một cái cong cung tiễn dáng người trung niên nam tử khôi ngô nhanh chân từ trong rừng đi ra hắn quan sát tỉ mỉ một phen vương bảo nhạc mở miệng chất vấn tiểu tử ngươi có hiểu quy củ hay không vương bảo nhạc sửng sốt một chút lập tức hỏi ngược lại cái gì quy củ nói xong hắn trong đầu nhanh chóng suy tư trước đó hướng nhị sư huynh thỉnh giáo như thế nào tại mê vụ chạch bên trong sinh tồn pháp tắc rất nhanh hắn liền kịp phản ứng tên trước mắt này là muốn ăn cướp chính mình trung niên mãng hắn mở miệng nói bọn này tuyết hoa lộc là tiểu đội chúng ta dẫn đầu để mắt tới cũng là bản đại gia bắn mũi tên thứ nhất bọn họ mới hướng ngươi nơi này chạy dựa theo quy củ người nhất định phải đem con mồi giao cho chúng ta tiểu đội sau đó lại thông lệ phân phối vương bỏ nhạc nghe hắn kiểu nói này nhất thời vui vẻ vừa cười vừa nói ta vẫn là lần đầu gặp người đem ăn cướp nói đến thú vị như vậy chiếu ngươi nói như vậy những thứ này tuyết hoa lộc vẫn là ta trước để mắt tới nếu không phải ngươi bắn tên đã quấy dày bọn họ ta sớm đã đem bọn họ một mé hốt gọn ngươi có phải hay không cái kia bồi ta mười đầu tuyết hoa lộc trung niên mãng hắn nụ cười trên mặt trong né mắt thì lạnh xuống hắn hít mắt nói Tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống chi thích uống rượu phạt à? Đã như vậy, vậy bản đại gia liền đem ngươi cùng lộc đều lưu lại. Rất lời, hắn chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Vương Bảo Nhạc thấy thế trên mặt không có nửa điểm sợ hãi dáng vẻ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn không nghĩ tới chính mình mới đến mê vụ trạch không hai ngày nữa, thì gặp ăn cướp, rốt cuộc có thể thử một chút đào pháp của mình. Có điều hắn cũng không có ra tay trước, ngược lại mở miệng nói: Đen đồng bạn của người cũng cùng một chỗ kêu đi ra đi, nên cho ta một hồi còn một tốn sức đi đuổi giết bọn hắn cái này vừa nói cách đó không xa trong rừng thì chuyển đến hết lớn một tiếng tốt tiểu tử cùng vọng chỉ là một người thì dám khiêu khích chúng ta lạnh huyết thất ưng nâng theo lấy thanh âm truyền đến trong rừng lục tục đi ra mấy đạo thân ảnh mỗi người bọn họ đi ra phương vị cũng khác nhau nhưng đúng lúc đem vương bảo nhạc đường đều cho chắn chết rồi bên trong một cái trên đầu nhuộm tóc xanh người trẻ tuổi diễu cợt tam ca xem xét tiểu tử này cũng là cái không có thấy qua việc đời làm càn làm bậy ngươi liền xem như báo lên chúng ta danh hào hắn cũng không biết chúng ta uy danh Bất quá hôm nay còn thật muốn cảm tạ tiêu tử này, không phải hắn một đao kia, phá hủy lộc nhóm đội hình, chúng ta còn thật không tốt bắt được sống tuyết hoa lộc. Vương Bảo Nhạc nghe nói như thế hướng về vừa rồi ngăn lại chính mình tên lỗ mãng nhíu lông mày nói. Ngươi nghe được đi, nếu không có ta, các ngươi liền sẽ không có lớn như vậy thu hoạch, nhanh đem các ngươi lộc giao ra cho tiểu gia ta phân phối. Rất lời, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Lạnh huyết thất ưng ngang dọc mê vụ trạch nhiều năm, vẫn là lần đầu gặp phải loại này không sợ trời không sợ đất làm cả làm vậy, trong ánh mắt sát cơ hiển thị rõ vương bảo nhạc thế nhưng là một cái nhìn mặt mà nói chuyện hảo thủ hắn cảm nhận được mọi người phát ra sát ý cũng vô ý thức nắm chặt trong tay đau bổ củi trung niên mãng hàn đối với chúng nhân nói các người phong kín tiểu tử này đường đi màn vạn không thể để hắn chạy trốn ta nhất định muốn tự tay làm thịt hắn vương bảo nhạc nhếch miệng cười một tiếng ngươi người này tại sao như vậy ta chẳng qua là dùng phương thức của ngươi đối ngươi ngươi thì không chịu nổi chết trung niên mãng hắn một tiếng cầm thét đau trong tay cũng hướng về vương bảo nhạc rơi xuống keng một cổ túc sát đao khí hướng về vương bảo nhà quét ngang mà đến nhưng một giây sau cả người hán đều kinh trụ cái kia tiểu bàn tử đao trong tay chỉ là tiện tay vung lên thì dễ như trở bàn tay hóa giải sát chiêu của mình quá chậm vương bảo nhà khẽ nhà ba chữ tiện tay về một cái keng một đạo đao quang lấy qua trung niên mãng hán chỉ cảm giác ánh mắt của mình ngắn ngủi mù một giây sau hắn thì cảm giác chính mình tâm miệng truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác hắn vô ý thức cúi đầu xem xét chỉ thấy máu bắn tung tóe được đau thật là nhanh Trung niên nam tử hai con mắt bên trong lộ ra khó có thể tin quang mang, hắn chỉ cảm giác mình mắt tối sầm lại, sau đó cả người liền đã mất đi ý thức, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tính, chung quanh trong nẻ mắt thì yên tĩnh trở lại. Vương Bảo nhà không nghĩ tới chính mình nhẹ nhàng như vậy thì giải quyết hết một cái đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, trong miệng nói một mình. Ta còn tưởng rằng người mạnh cỡ nào, chút thực lực ấy cũng không cảm thấy ngại đi ra học người ăn cướp. Hắn tiếng nói cũng không lớn, nhưng ở cái này không khí an tĩnh dưới, lại có thể gọi tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tóc xanh nam tử giận quát một tiếng, cùng tiến lên, giết tiểu tử này cho tam ca báo thủ. Còn lại ngũ ưng nghe vậy, trong nhảy mắt lộ ra ngay trong tay binh khí, hướng về vương bảo nhạc đánh tới. Đến được tốt, vương bảo nhạc lúc này làm tín bạo dạp, tay cầm đao bổ củi phóng tới mọi người. Chỉ một thoáng tiểu hàn ven hồ đao quang kiếm ảnh đan sen, phàm là đao quang kiếm ảnh trộ đến một mảnh hỗn độn. Đùng đùng không dứt tiếng nổ mạnh cả kinh phụ cận thú chạy phi cầm bốn phía tán loạn. Thời gian đốt một nén hương sau, vương bảo nhạc môn phía đã không có bất kỳ người nào còn có thể đứng trong tay hắn mang theo đao bổ củ đi đến tóc xanh nam từ bên cạnh thi thể đem đối phương ống tay áo cho cắt đi sau đó đem trong tay đao bổ củ cho lau sạch sẽ lúc này mới đem đám người kia bên hông chữ vật túi cùng trên thân đều tìm tòi một phen hắn ước lượng một da tay bên trong một đống chữ vật túi khóe miệng hơi hơi dương lên nhị sư huynh nói đến của nhiên không sai giết hết địch nhân về sau nhất định phải mò thi không phải vậy thì không có chút ý nghĩa nào Vương Bảo Nhạc cũng không có vội vã kiểm kê chữ vật túi, mà chính là hướng về trong rừng đi đến. Rất nhanh hắn liền thấy một đầu bị người dùng dây thừng buộc lại tuyết hoa lộc. Tuyết hoa lộc tứ chi cũng khác nhau trình độ thụ thương, xem ra đầu này tuyết hoa lộc cũng là vừa rồi những tên kia bắt sống. Lúc trước cái kia một đợt đã để chính mình tiểu kiếm lời, đầu này tuyết hoa lộc trước hết nắm, cho khẩu phần lương thực đã ăn xong lại ăn nó. Vương Bảo Nhạc chân trước vừa đi, chân sau phía sau của hắn thì xuất hiện một nam một nữ hai cái thân ảnh, hai người đều là mặc hoa phục gấm vóc năm năm hơn 70, mái đầu bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận phấn phớt cho người ta một loại trung khí mười phần cảm giác. Nữ tử bộ dáng xinh đẹp, nhấc tay ném ở giữa đều tản ra một cố khí chất cao quý. Nàng sen thấy vương bảo nhạc bóng lưng trong miệng lầm bầm nói. Vấn đạo học viện không hổ là thánh địa, thì liên mê vụ trạch bực này hiểm địa trong, cũng có thể nhìn đến như thế anh tài. Lão giả cung kính nói, cổ công chúa, chẳng lẽ ngươi nhìn chúng tiểu tử này thân thú? Cửu công chúa khẽ vứt cầm, không tệ, cô lần này bái nhập vấn đạo học viện, không chỉ là vì tu luyện mạnh lên, còn muốn chiêu nạp một đám anh kiệt. Kẻ này mới đạo có tiền kỳ, mà lại mặc lấy cùng sử dụng vũ khí đều thường thường không có gì lạ. Muốn đến là một cái dự định bái nhập vấn đạo học viện anh tài, chỉ bất quá vấn đạo học viện chiêu sinh thời gian chưa tới. Hắn tại chỗ này chờ đợi lấy. Nếu là ta hiện tại liền đem hắn chiêu nhập dưới trướng, ngày sau liền có thể giảm bớt không ít công phu. Lão giả vuốt vuốt tròm râu, cửu công chúa phải chăng muốn khảo sát một phen kẻ này tâm tính? Có thể. Cửu công chúa nói xong, hai người liền đuổi kịp vương bảo nhạc tốc độ. Vương Bảo nhào lúc này cũng không biết hắn đã bị người cho nhìn chúng, vừa rồi một phen chiến đấu, tuy nhiên kết thúc rất nhanh, nhưng cũng để cho hắn thu hoạch tương đối khá. Là thời điểm cái kia đám chìm phía dưới tới tu luyện, hắn tìm một cái sơn động, hoa một chút thời gian bài trừ bảy người trên túi chữ vật cấm chế, lại một vừa kiểm kê bảy người này đồ vật. Nhìn đến bảy người trong túi chữ vật có không ít yêu thú thịt, ánh mắt của hắn nhất thời thì sáng lên. Bọn gia hỏa này thật đúng là người tốt ạ, à, biết ta lần thứ nhất ra đến rèn luyện, săn bắn kinh nghiệm không đủ cho ta đưa nhiều như vậy yêu thú thịt. Vương Bảo Nhạc một bên tự lẩm bẩm, một bên từ đó chọn lựa ra một số phẩm so sánh với tốt yêu thú thị để nấu nướng. Một mực trong bóng tối theo Vương Bảo Nhạc một ra một trẻ thấy cảnh này trong ngáy mắt thì trợn tròn mắt. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến trước mắt cái này tiểu bàn tử, tìm như thế một cái ẩn nấp địa phương liền vì là một bữa cơm. Lão giả có chút hoài nghi cửu công chúa ánh mắt, nghiêm túc tu si ai sẽ giết người xong liền bắt đầu nấu cơm. Cửu công chúa cũng lâm vào thật sâu tự mình trong hoài nghi, bắt quá hai người bọn họ hoài nghi rất nhanh liền biến mất nhìn lấy vương bảo nhạc bộ kia nấu nướng thủ pháp hai người chăm miệng một lời tiểu tử này lại là cái chủ tu cửu công chúa đối với cái này tương lai thủ hạ càng ngày càng hiểu kỳ năng tin tưởng vững chắc lấy chính mình hoàng triều công chúa thân phận mời chào một cái xuất thân phổ thông tu sĩ của thực cũng là dễ như trở bàn tay thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh cửu công chúa cùng lão đầu thì người thấy một cỗ làm cho người thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm tiểu tử này có ít đồ lão đầu nhịn không được thì thào một câu cửu công chúa cười nói triệu lão Ngài muốn ăn tiểu tử kia làm đồ ăn cứ việc nói thẳng, ta cũng sẽ không cười ngài. Triệu lão cười nói, để công chúa chê cười, còn mời công chúa rời bước. Cửu công chúa rất hài lòng triệu lão thuyết pháp, nàng chậm rãi hướng về vương bảo nhạc chỗ sơn động đi đến. Vương bảo nhạc thấy có người đi tới, vô ý thức đem trên lưng đao bổ củ cho rút ra. Triệu lão thấy thế cười nói, vị tiểu huynh đệ này chớ hoảng sợ, ta cùng tiểu thư nhà ta tại mê vụ trạch bên trong lịch luyện, nghe thấy được cái này món ngon mùi thơm, lúc này mới đi tới tìm tói hư thực không nghĩ tới quấy giày tiểu huynh đệ hào hứng chớ trách chớ trách bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười vương bảo nhạc cũng nhìn ra đối phương không có cái gì ác ý chỉ là cầm trong tay đao bồ củ lập ở bên cạnh lạnh nhạt nói thì ra là thế các người tùy ý triệu lão cùng cử công chúa nghe vậy cũng không có cảm thấy có chút nào không thỏa dù sao bọn hắn lại không biết tiểu huynh đệ lão phu xem người chủ nghệ phi phàm chắc là sư tòng danh sư a triệu lão chủ động mở ra máy hát vương bảo nhà có chút ngoài ý muốn mà nhìn trước mắt lão nhân này nói không tệ người vẫn rất có nhãn lực kình triệu lão nói tiếp tiểu huynh đệ ngươi là một bàn mỹ vị món ngon đúng lúc ta cùng tiểu thư nhà ta đều đói muốn tổ linh thạch theo ngươi nơi này mua một một ít thức ăn không biết ngươi có thể nguyện bỏ những thứ yếu thích bán chúng ta một số vương bảo nhạc không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt cái này do không bán ta không thích linh thạch cử công chúa gương mặt không hiểu trên cái thế giới này còn có người không thích linh thạch sao triệu lão cười nói hả cái kia không biết tiểu huynh đệ ngươi muốn đổi chút gì ăn vương bảo nhạc trực tiếp thốt ra được Triệu lão trong tay chứ hiện vật dưới chỉ hơi hơi sáng lên, sau đó trong tay hắn liền nhiều hơn một khối mấy chục cân tươi mới yêu thú thịt. Đây là chân mạnh cảnh linh xa thịt, dùng nó đổi lấy ngươi cái này nồi thịt như thế nào? Vương Bảo Nhạc lắc đầu, không đổi, ta Vương Bảo Nhạc xưa nay không chiếm người khác tiện nghi. Triệu lão nhìn lấy Vương Bảo Nhạc cặp kia chân thành tha thiết ánh mắt, thầm nghĩ, tiêu tử này đối mặt dụ hoặc, vẫn như cũ không hề bị lay động, xem ra là cái chính trực người. Hắn vuốt vuốt tròm râu của mình, ngươi nói rất có lý, bất quá lão phu còn có cái đề nghị, ngươi không ngại nghe một chút thỉnh giảng vương bỏ nhạc trong lòng tuy có chỗ cảnh giác nhưng vẫn là quyết định nghe một chút đối phương nói cái gì triệu lão nói một trận này tính ngươi mời lão phu cùng tiểu thư nhà ta lúc buổi tối chúng ta lại về mời ngươi một bữa bắt quá từ ngươi tự mình xuống bếp dạng này như thế nào vào đêm mê vụ trạch bên trong gió thật to nhiệt độ không khí cũng chợt hạ xuống trong sơn động lửa chạy chập trờn ly quang giao thoa vương tiểu huynh đệ hào thủ nghệ lão phu những năm này cũng ném qua không ít linh thiện nhưng vẫn là lần đầu ăn vào bực này mỹ vị Triệu lão giơ ngón tay cái lên tán dương, Vương Bảo Nhạc cười nói, "Triệu lão quá khen, ta cái này chú nghệ chẳng qua là vừa mới nhập môn thôi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này linh tử cũng là ta uống qua tốt nhất." Triệu lão cung cửu công chúa nghe nói như thế, trong lòng nhất thời có phán đoán, bọn hắn lần này mang theo linh tử bất quá là thượng phẩm linh tử, như Vương Bảo Nhạc sư xuất danh môn, nhất định là đã uống. Hiện tại xem ra người trẻ tuổi kia cũng là một cái xuất thân phổ thông, hơn nữa lại không có cường đại sư môn người trẻ tuổi nhân tài như vậy chính là cửu công chúa cần có nắng bắt đầu trong đầu suy tư cái kia dùng bảo bối gì đến mời chào đối phương câm no rượu đủ về sau vương bảo nhà cùng triệu lão nói chuyện phía một hai liền bắt đầu ngồi xếp bằng bắt đầu nhắm mắt tu hành từ đầu đến cuối cửu công chúa đều không có cùng hắn nói mấy câu chỉ là ở một bên khảo sát hai người đem vương bảo nhạc nhập định liếc mắt nhìn nhau về sau liền lặng yên không một tiếng động rời đi sơn động vương bảo nhà cảm ứng được hai người rời đi vô ý thức đưa thay sờ sờ bên hông ngọc bội bên ngoài sơn động Triệu lão hướng về cửu công chúa hơi hơi thở dài. Chúc mừng cửu công chúa phát hiện một lương tài, nếu là có thể đem hắn biến thành của mình, ngày sau nhất định có thể nhiều một phần trợ lực. Cửu công chúa lầm bẩm nói, có thể ta hiện tại còn không biết vương công tử thiếu cái gì. Triệu lão nói, ngài vốn là muốn tại mê vụ trạch bên trong lịch luyện, không bằng cùng hắn kết bạn đồng hành, thời gian dài tự nhiên là có thể phát hiện đối phương yêu thích. Cửu công chúa khẽ vứt cầm, cứ dựa theo triệu lão nói. Hai người nói xong cũng quay trở về sơn động. Triệu lão một vào sơn động thì mở miệng nói, vương tiểu hữu lão phu có một việc muốn thương lượng với ngươi một chút đến rồi vương bảo nhạc tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng chậm rãi mở hai mắt ra hỏi không biết triệu lão muốn thương lượng với ta cái gì triệu lão đi thẳng vào vấn đề chúng ta muốn cùng vương tiểu hữu cùng nhau tại mê vụ chạy bên trong lịch luyện ngươi xem coi thế nào vương bảo nhạc không nghĩ tới hai người ra ngoài mưu đồ bí mật một phen về sau lại là vì cùng mình nói chuyện này lấy triệu lão thực lực không cần cùng ta kết bạn á triệu lão cười nói xác thực bất quá tiểu thư nhà ta thích ngươi là món ngon bởi vậy muốn cùng ngươi đồng hành nếu là vương tiểu hú cảm thấy phiền phức chúng ta liền không quấy dày được thôi vương bảo Nhạc cảm thấy một già một trẻ này cũng không phải cái gì người xấu mà lại chính mình tới này mê vụ chạy bên trong mục đích đúng là vì tu luyện có đồng bạn tại chính mình còn có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện hai người không nghĩ tới vương bảo nhạc sảng khoái như vậy thì đáp ứng xem gia vị này là lần đầu tiên ra đến rèn luyện bất quá dạng này cũng tốt bọn hắn ngày sau mời chào lên thì thuận tiện hơn nhiều hôm sau vương bảo nhạc vẫn là cùng thường ngày đồng dạng thật sơm đứng dậy đánh thái cực quyền sau khi đánh xong hắn lại bắt đầu luyện tập đao pháp lần này hắn luyện là đao công một trong bổ không vì cái gì khác tại cái này mê vụ trạch bên trong bổ so với cái khác đao pháp tới thực dụng hơn một số trong sơn động hai người tĩnh tọa kết thúc về sau liền thấy vương bảo nhạc tại trẻ củi trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ vương tiểu hữu ngươi đây là triệu lão tò mò hỏi một câu vương bảo nhạc cười nói ta đang luyện đao công đao công triệu lão như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ vương tiểu hữu chuyên chủ linh trù một đạo không sai ta người này ăn đến tương đối nhiều bởi vậy linh trù một đạo thích hợp nhất ta lần này đến mê vụ trạch bên trong lịch luyện chính là vì kiếm lời càng nhiều nguyên liệu nấu ăn vương bỏ nhà một mặt chân thành nói ra thì ra là thế triệu lão không có suy nghĩ nhiều chẳng qua là cảm thấy có một chút tiếc nuối một cái đào pháp như thế thanh tù thiếu niên thế mà lựa chọn đi linh trù một đạo có điều hắn tin tưởng chỉ cần tiểu tử này bái nhập vấn đạo học viện, gặp qua vấn đạo học viện đại năng về sau, nhất định sẽ đối những công pháp khác càng thêm cảm thấy hứng thú. Vương bảo nhà tu luyện kết thúc về sau, liền bắt đầu động thủ nấu cơm. Một bữa ngon ngon bữa sáng kết thúc về sau, một chị đoàn người lại lần nữa đạp vào tu hành chi lộ. Vấn đạo học viện, tạp đạo viện, một chỗ bề quan chỗ trong sơn động. Tiêu thần lúc này tựa như là một cái linh khí vòng xoáy, phương viên vài dặm bên trong linh khí đều liên tục không ngừng hướng lấy trong cơ thể của hắn tràn vào đang dùng cơm sở phong một đoàn người cảm ứng được linh khí ba động ào buông xuống đôi đúa trong tay luôn luôn trầm mặc ít nói băng trưởng lão mở miệng nói linh khí hội tụ xem ra tiêu thần đã đến đột phá thời khắc sống còn tào hưu càng cùng cầm thấm nghe nói như thế không khỏi hai mắt tỏa sáng bọn hắn hướng về sở phong ném chờ đợi ánh mắt sở phong lườm hai cái này đệ tử liếc một chút biết các ngươi muốn nhìn tiểu thần đột phá đi thôi chúng ta một cùng với quá khứ làm hộ pháp cho hắn mê mơ hai người một mặt hưng phấn gật đầu sở phong nhìn băng trưởng lão liếc một chút gặp nàng tiếp tục ăn cơm cũng không có hỏi thăm, mang theo hai người đệ tử hướng về tiêu thần bế quan chỗ tiền đến. nửa nén hương không đến công phu, sư đồ ba người liền đi tới tiêu thần bế quan bên ngoài sơn động, cảm nhận được linh khí liên tục không ngừng mà tràn vào, tào hữu cả nhịn không được lẩm bẩm nói: đại huynh đệ cái này đột phá động tĩnh có đủ lớn, cũng không biết hàn sau khi đột phá sẽ biến cường đại cỡ nào. sở phong cười nói: hắn càng mạnh càng tốt không phải sao? tào hữu càng cật cật đầu. Cũng thế, đại sư huynh ngày bình thường ngoại trừ ưa thích chỉ điểm ta tu hành bên ngoài thì không có có khuyết điểm gì. Sở phong vô vỗ bờ vai của hắn. Đại can, cái này là tiểu thần đối người thích. Tào hữu can, một bên cầm thấm nhìn đến nhị sư huynh biểu tình cổ quái che mặt cười một tiếng. Theo thời gian không đoạn lưu trôi qua, trong sơn động tiêu thần đình trí hấp thu thiên địa linh khí. Hắn khí tức trên thân cũng leo tới cực điểm, hắn thể nội linh lực còn giống như là núi lửa phun trào tán phát ra. Oanh, cả sơn động run rẩy kịch liệt. Đứng tại ngoài sơn động Sở Phong một đoàn người cũng cảm nhận được chấn động. Bất quá này sơn động tuy nhiên hoang phế thật lâu, nhưng bên trong trận pháp lại không có xấu chỉ cần bổ lên linh thạch liền có thể bình thường sử dụng. Sở Phong cũng không lo lắng Tiêu Thần làm ra đại động tĩnh đến, đem chính mình chôn. Sau một lát, Sở Phong trong đầu truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Đinh, chúc mừng ký chủ đại đệ tử đột phá thiên nguyên cảnh, khen thưởng ký chủ 30 năm tu vi. Nghe được cái này thanh âm Sở Phong nội tâm phá lệ bình tĩnh, liền đợi đến Tiêu Thần từ bên trong đi ra. Trong sơn động, Tiêu thần chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ một chút trong cơ thể rồi rào linh lực, khuế miệng của hắn hơi hơi dương lên. Thiên nguyên cảnh, chân truyền thi đấu ta tiêu thần đến rồi. Hắn thì thào một câu về sau, liền hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Đại sư huynh, tao hữu ca nhìn đến tiêu thần đệ nhất cái sông tới, cầm thấm thì hơi hơi thở dài. Đại sư huynh, tiêu thần nhìn đến sư tôn cùng sư đệ, sư muội, xuất phát từ nội tâm lộ ra nụ cười vui vẻ. Sư tôn, sư đệ, sư muội, làm phiền các ngươi làm hộ pháp cho ta. Sở Phong vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi nói gì vậy? Đi, chúng ta về trước trong nội viện. Tiêu Thần lên tiếng, lập tức đi theo sư tôn bên cạnh, cùng sư đệ, sư muội vừa nói vừa cười ngự không rời đi. Băng trưởng lão, tối nay trước hết không rửa chân. Vào đêm, băng nhiên mở cửa phòng đang muốn cho Sở Phong đi nấu nước, chợt nghe phòng cách vách bên trong truyền đến thanh âm, kéo kẹt. Nàng vừa mới quay đầu muốn còn muốn hỏi một phen, chỉ thấy cửa phòng đẩy ra, sở phong cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đi ra. Băng trưởng lão vô ý thức hỏi, sở thủ tọa đây là muốn đi ra ngoài? Không, là chúng ta cùng ra ngoài. Sở phong khóe miệng hơi hơi dương lên nói, đi nơi nào? Băng trưởng lão không hiểu ra sao mà nhìn xem sở phong hỏi. Sở phong đem kiếm kéo tại sau lưng nói, tự nhiên là đi làm người một mực sự tình muốn làm. Băng trưởng lão càng mộng, nhưng nàng trong đầu rất nhanh liền lấy qua một cái ý niệm trong đầu, thăm dò tính mà hỏi thăm ngươi muốn truyền thụ cho ta thái cực kiếm pháp không tệ sở phong thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm túc nói bất quá trước lúc này ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện điều kiện gì băng trưởng lão trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác nàng tuy nhiên muốn học thái cực kiếm pháp nhưng cũng không phải điều kiện gì đều có thể đáp ứng sở phong cảm nhận được đối phương cảnh giác cười nói không cần khẩn trương ta muốn người bài ta vi sư cái này không quá phận á băng trưởng lão nghe vậy trong lòng thở dài một hơi Tự nhiên có thể, sở thủ tọa vốn là cùng sư tôn ta tiêu giao kiếm vương địa vị bằng nhau, dựa theo vấn đạo học viện quy củ, ta hứa ngày học tập nhất định phải nắm sư lễ. Nói xong, năng hướng về sở phong kho mình hành lễ. Học sinh băng nghiên bài kiến sở tiên sinh. Miễn lễ, sở phong khẽ mỉm cười nói, ngay tại lúc đó trong đầu của hắn cũng truyền tới một cái thanh âm quen thuộc. Chúc mừng ký chủ vui sách ký danh đệ tử một tên, có thể đạt được ký danh đệ tử tại người nơi này sở học khen thưởng tăng thêm. Hắn nghe xong hệ thống, khuế miệng đường cong sâu hơn tối nay hắn chỉ là cầm băng trưởng lão là một người thí nghiệm phẩm nhìn xem ký danh đệ tử có thể hay không thể hệ thống bắc không nghĩ tới hệ thống này thế mà lại linh hoạt biến thông tạ tiên sinh băng trưởng lão cung kính nói nàng rốt cục đợi đến ngày này chính mình đi vào tạp đạo viện cũng có bay 8 tháng lại mang xuống đời này chỉ sợ đều không thể học được thái cực kiếm pháp đi thôi sở phong nói liền ngự kiếm hướng về lúc trước băng trưởng lão vụng trọn luyện kiếm cái kia phiến rừng cây bay đi băng trưởng lão theo sát phía sau nàng sau khi hạ xuống nhìn trước mắt quen thuộc tràng cảnh không khỏi mặt mò đỏ ửng may ra tối nay vô nguyệt lại thêm sở phong chủ ý lực cũng không có ở trên người nàng băng trưởng lão dị dạng cũng không có bị phát hiện sở phong mở miệng hỏi không biết băng trưởng lão ngươi ra sao thánh thể vẫn là thần thể băng trưởng lão nói ta chính là băng phách thánh thể mê mơ sở phong dừng một chút ngươi cùng ngươi cái kia đệ tử lại là giống nhau thánh thể băng trưởng lão khẽ vuốt cằm không tệ đây cũng là ta lúc đầu nhận lấy tiểu nhu nguyên nhân lúc ấy có mắt như mù mong rằng thủ tọa thủ lỗi không sao người đã vì người tự đại trả giá thật lớn nếu là người băn khoăn về sau rửa chân cho ta thời điểm nhờ đến tự mình động thủ con người của ta so sánh lười sở phong chững chạc đàng hoàng nói vừa nói vẩn băng trưởng lão dừng một chút nàng tự nhiên biết sở phong nói động thủ là có ý gì có thể nàng sống nhiều năm như vậy còn không có cho bất kỳ một cái nào khác phái tẩy qua chân ta sẽ tận lực thử một lần sở phong lời nói sai chuyển tốt chúng ta không nói trước những thứ này, băng trưởng lão kiếm ý cần phải viên mãn á. À? Mê mơ, kiếm ý của ta đã viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào cảnh giới đại viên mãn, cho ta kiếm ý đại viên mãn thời điểm, cũng là ta đột phá niết bàn ngày. Băng trưởng lão vừa nhắc tới tu luyện, cả người cũng thay đổi, hướng cho đó vừa đứng, liền cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa, không thể cận thị cảm giác. Thì không ra là thế, vậy cũng đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Sở phong nói xong, hướng phía trước bước mấy bước, trong tay kiếm gỗ cũng bắt đầu múa băng trưởng lão không dám có một tia phân tâm hết sức chăm chú mà nhìn xem sở phong nhất cử nhất động chỉ thấy sở phong kiếm trong tay theo chậm chạp đến nhanh trong bắt chi bắt giác trước mặt của nàng bỗng nhiên xuất hiện hai đạo sở phong thân ảnh cái này hai đạo thân ảnh một đen một trắng thân ảnh màu trắng trên thân tắm vô số tinh quang hứng chỗ đó vừa đứng giống như một viên phát sáng chấm nhỏ màu đen bóng người thì là đen đen tối tập hợp vào một thân dường như hoàn toàn dung nhập trong đen tối trắng cùng đen lẫn nhau giao dung không đây là âm dương lẫn nhau giao dung băng trưởng lão nghĩ tới đây nội tâm phá lệ rung động năng vạn vạn không nghi đến môn này nhìn như phổ thông kiếm pháp thế mà ẩn chứa âm dương đại đạo trọng yếu nhất chính là sở tiên sinh kiếm pháp tự hồ không chỉ là đại viên mãn đơn giản như vậy tự hồ mang theo vài phần kiếm đạo chân lý ở bên trong nhà mình sư tôn cũng mới miễn cưỡng ngộ ra được một phần kiếm đạo chân lý sở tiên sinh cái này mới bao nhiêu lớn niên kỷ vậy mà ngộ ra được kiếm đạo chân lý khó trách tiêu thần có thể trong thời gian ngắn như vậy có thành tựu như thế này một bộ kiếm pháp làm xong băng trưởng lão trước mắt dị tượng trong nháy mắt biến mất chỉ thấy sở tiên sinh an tinh đứng ở nơi đó, hắn hiện tại cùng trong ngày thường không có có bất kỳ khác biệt gì nhìn qua cũng là một cái bình thường bộ dáng thư sinh. Làm cho không người nào có thể đem hắn cùng vừa rồi cái kia mùa kiếm thế ngoại cao nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Sở phong gặp băng trưởng lão gương mặt hoảng hốt nhàn nhạt hỏi, người nhớ kỹ bao nhiêu? Băng trưởng lão cái này mới hồi phục tinh thần lại, ta tất cả đều nhớ kỹ, nhưng giống như lại không có cái hạ cái gì, trong đầu chỉ còn lại có âm dương đại đạo. Sở phong tán dương, không hổ là thiên linh viện trưởng lão, bậc này thiên phú gần với tiểu thần. Băng trưởng lão cũng không có bởi vì sở phong nói mình kiếm đạo thiên phú không bằng tiêu thần mà tức giận. Tiêu thần kiếm đạo thiên phú đúng là vấn đạo học viện trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân. Con mời sở tiên sinh lại diễn luyện một lần. Có thể, sở phong lên tiếng lại lần nữa xuất kiếm. Sau một lát, quan sát hết kiếm pháp băng trưởng lão chậm rãi hai mắt nhắm lại, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu ngộ kiếm. Sở Phong cũng không có quấy dây nàng, mà chính là đi tới một bên dưới cây, nằm xuống an tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong chấm nhỏ. Sau nửa canh giờ, hắn não hải bên trong truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Chúc mừng ký chủ ký danh đệ tử Băng Yên Thái Cực Kiếm Pháp nhập môn, kiếm đạo chân lý cộng 1. Sở Phong nhất thời hai mắt tỏa sáng, một cái cá chép ngày đứng dậy. Băng trưởng lão chậm rãi mở hai mắt ra, năng nhìn thấy Sở Phong lập tức đứng dậy hành lễ. Học sinh đa tạ Sở tiên sinh chỉ điểm. Tốt, việc vật bánh đã giải quyết, chúng ta cũng nên trở về làm chính sự. Sở Phong nói lập tức ngự kiếm rời đi. Băng trưởng lão nghe được chính sự hai chữ, trong đầu không tự chủ được hiện ra tự tay rửa chân bốn chữ, mà lập tức thì nổ lên một mảnh đỏ ửng năng ngựa kiếm đi theo sở phong sau lưng hỏi sở tiên sinh người giáo ta thái cực kiếm pháp thì không sợ ta đem môn này kiếm pháp truyền thụ cho môn hạ đệ tử làm cho các nàng tại lần này thi đấu phía trên đánh bại tiêu thần sao sở phong nghe nói như thế nhất thời vui vẻ đương nhiên không sợ ngươi lúc này mới đem thái cực kiếm ý nhập môn lên một lấy truyền thụ đồ đệ, băng trưởng lão sửng sốt một chút không biết nên nói chút gì sở phong nói tiếp Liên xem như ngươi bây giờ đem môn này kiếm pháp truyền thụ cho các nàng thi đầu đến trước đó các nàng cũng lĩnh ngộ không ra kiếm ý công pháp của ta cũng không phải cái gì người đều có thể học cho dù có người may mắn ngộ ra tới cũng bất quá là tiểu thần tại vô địch kiếm lộ phía trên mà kiếm thạch thôi băng trưởng lão nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like sở tiên sinh cho tới bây giờ đều không lo lắng người khác học trộm công pháp của hắn hắn sáng tạo công pháp đều là vì đệ tử lượng thân mà làm băng nhiên đa tạ tiên sinh chuyển pháp chuyện tối nay học sinh chắc chắn thủ khẩu như bình cũng sẽ không tùy ý thụ người môn này kiếm pháp Sở Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn băng trưởng lão, thầm nghĩ, tối nay chuyện phát sinh cũng không tính là gì đại bí mật à.